xin chào mọi người. Mình nói mọi người nghe, hồi đó giờ mình chưa thấy ai mà lì như ông Tâm Lũ luôn á mọi người. Ông đi trời câu đổ với pha, ông thua pha này mấy chập rồi mà ông không bỏ cuộc. Bây giờ ông rủ pha đi câu đổ với ông nữa, thì hôm nay là pha nói là phải có cái điều kiện gì đó dư dữ thì mới chơi đó. Thì ông nói muốn chơi gì anh chơi em cái đó. Rồi thì hôm nay là pha đã nghĩ ra được một cái thử thách để cho người thua cuộc. Rồi bây giờ để pha đi pha chuẩn bị dụng cụ này kia rồi để pha thử thách pha chơi với ổng nha mọi người. Đây mở ra cửa hàng bia, dứt một thùng bia luôn mọi người. Bia Việt, người Việt uống bia Việt nha mọi người. Bây giờ pha cho lấy cái thùng bia này chạy qua bên Tiền Giang để cá độ với ông Tâm nha mọi người. Hai quá độ lớn thì con cá lon bia nào thỉnh nghỉ. Anh em biết sao không, hôm nay thì pha thấy ở trên mạng quảng cáo cái bia Việt này nhiều lắm, thì mấy anh em kia nói là nó ngon mà nó rẻ nữa. Với lại cái phương châm của mình là người Việt uống bia Việt đó, cho nên là hôm nay pha sẽ dứt cái thùng bia này và đấu độ với ông Tâm coi sao. Thì bây giờ mời mọi người cùng theo chân pha qua dứt với ông Tâm nha mọi người. Dứt này cho ông Tâm tắm bia cho mọi người coi, chứ ông đấu ông thua hoài mà ông không phục đó. Cái này quốc cho ông Tâm phục khẩu phục. Đây mọi người, đây hồ câu cá Phúc Dân. Đó, này là đánh độ trong cái hồ này nữa nha. Cái hồ này là nằm ở đằng sau quảng trường Mỹ Tho. Đó. À. Rồi, dứt thôi. À, vô tới hồ ông Tâm kìa. Đó. Ông rủ mình câu độ mà ông dắt heo lính như vậy sao câu lại không? Hả? À. Nè, vô đánh độ nè, vô bàn độ đánh nè. Con cá lon bia. Vô đây. Vô đây con cá lon bia. Nè, Tâm nè, giờ là thi đấu nè. Đó. Pha với anh Tâm cứ thằng lên con cá ăn lon bia nha. Chào. Chào. Trời thì đấu cái kiểu gì kỳ ba. Ừ vậy đó. Thì pha lên cá thì Tâm uống bia, Tâm lên cá pha uống bia. Rồi chơi nha. Rồi vô mày. Chơi nha, lộn không có chạy ra thằng nào mà thua là lấy bia tắm nha. Đó. Thầy. Đó, nào chạy là lấy bia tắm. Nè, quánh cái hồ rồi luôn. Rồi dạ xuống đi coi. Đó. Đó đây rồi. Nè, Tâm là đánh cái bịch cám rồi nè. Hai thằng chơi chung mồi mới được nha. Nhưng mà cá ông Tâm cho bằng cá ông Pha nè. Cho coi cá ông Pha nè. Đây, đây cá bằng Pha. Cục cám này là hình như là đây là cũng cá năm tời đó. Đó. Cục cám bơm nha anh em. Cục cám bơm này là lâu dữ lắm rồi. Đó, này Pha lấy dứt với thằng Tâm. Kéo cắt dây được rồi. Này, ai cho mạnh nào tới chơi nha. Có muối mì không? Không. Có bộ này... có bộ khoai tây nè. Khoai tây móc vô luôn chứ này. Xuống gần lọt ngao á, chơi xuống trước nha. Sáng giờ nãy giờ là câu mấy chục cái rô rồi đó. Dạ hả? Dạ ông đắng. Rồi xin hết nha. Ừ. Ra nổi không? Ăn không biết luôn, bạn nó kéo ăn từng của bạn. Kéo lên cá chạy ngược nước luôn mà nó không biết nó hồ dướng ghé. Nó câu hút đó là khủng hoảng dữ lắm luôn. Hiếm dữ lắm mới có câu hút xài bự vậy. Ủa sao thấy cũng còn giống bịch mà. Nhưng mà cái bịch này là hàng bơm, hàng lâu rồi. Biết hàng bơm không? Nè lủng nó lủng tên rồi nè. Trồng cá bơm biết không lợi nó đâu. Cá bơm bơm câu lợi nó. Cá bơm cá gì. Trời. Con trà bá đi. Má ngoài đó, nghe chỗ
gần tay thì nó lôi mất gần tay nha tí. Để gần tay nhìn cái giá lôi mất gần tay á. Rồi mọi người bây giờ pha với người ta quấn nè, hai thằng quấn độ nha. Đó, đồ nhậu. À giúp nè, cắt phân tước á, con đi. Không quấn độ thôi. Rồi con đi. Nào lên cá nước thằng đó ăn nha. Em ăn sao được? Ủa, lộn, nói chung là thằng nào không thằng nào cái bên là anh uống, anh lên lại muốn. Đó, cái lon vậy đó. Cái cầm được. Trời ơi, xong. Cái máy em nó bự quá, giữ nó giật lên dưới cục máy. Có đi học không? Đó. Rồi xong rồi đợi nè. Con nào lên. Con chóng á. Cái mồ nổi em. Nè. Khu bia ra trước gót cho ông Tham uống luôn nè. Cứ lên con cá quất cái hết lòn vậy đó. Trời trời. Đó. Nè nè con. Hả? Đó. Chơi nha anh em. Đâu bà ba ấy, họ mất trêu ba ấy. Uống rồi. Má uống ly nữa. Không anh đâu uống rồi. Cô uống cà phê không cô? Không, em đâu uống đâu. Còn mấy để nồi đưa vô mấy. Anh đâu uống cà phê được. Nước ngọt có suối chơi được, cà phê chơi không được. Ừ. Thở không nổi luôn á, mà ngồi ngáp không à. Quen à. Mấy kia uống được. Nè ông Tam là ông hai tướng cục mồi đó anh em. Đi ghê không? Cái ăn tinh tài không ơi? Cái ăn tinh tài. Dứt. Dứt. Dứt đi. Thủy. Kéo bài của máy luôn. Nãy giờ bắt hai con đã tay rồi đó. Trời ơi. Thôi chơi gì không có bồ mất mồi nữa ông ơi. Chơi kỳ ông ơi. Đã mồi quá nè. Đã con thủy. Ở quăng ngay, quăng ngay cho mồ mồ. Ở cái điếm. Điếm gì đâu, bậy ơi, muốn ăn quăng ơi. Ông vô ông bịa chỗ sớm giờ rồi, tôi chưa nói ông á. Giờ bịa giờ chỉ đi chỗ đâu đi chỗ đó. Rồi, ông chỉ đó. Kêu đi chỗ đâu đi chỗ đó. Chiếc con em lại luôn mà. Đó. Rồi cháu uống liền nha. Không có lính gì nó giật. Chứ gì lỡ chạy bánh quăng ha. Em đi quăng cho. Thôi rồi. Dạ. Tay mới dính hai con rồi đó. Em dính hai con rồi hết luôn rồi. Đó. Ê ê ê, ê bắn mãi chưa? Chưa. Rồi bắn bờ hết rồi. Rồi ngã rồi. Rồi cá kỳ tâm nhất tâm rượu ha. Nó còn rồi còn. Lỡ mình. Dính anh em. Chết rồi, chết xong rồi. Chết xong rồi. Ai, quay bên kia. Ai. Rồi. Lên hàng anh em. Chú ơi, chú ơi. Chú ơi. Đây. Đây qua lên hàng rồi nè, giờ anh em coi chú uống bia nha. Chú rồi. Quay đi đâu ạ? Nhỏ đem bạn hả? Rồi. Để thoát ra. Ôi trời ơi. Chú thua rồi. Nè nè nè, nè vô uống bia nè, uống liền. Quất liền, nóc liền. Đó. Làm liền chứ, giờ chơi chịu. Dứt. Ê, ca này của con nhóc nhỏ rồi, ca này nè. Ê, cha của em. Đó. Nè. Nóc này tiếng nhất đi về luôn. Không biết chơi, chịu, ông làm đi. Nào ông lên rồi tính tiếp.
Ừ, chú cái gà. À, chơi kìa ông nội. Nửa cao. Thôi ông ơi, một cao ơi, chơi kìa ông ơi. Nửa cao nữa, mình uống nguyên ca đó. Chơi 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 gian. Trăm chế nha, trăm chế cho nửa cao nha. Chơi nguyên ca đó ứ hự quá. Trăm chế nha. Đó, cảm giác sao? Đã. Chú muốn bây giờ mình đút mồi cho ông nhà mọi người không thôi không khóc. Ngồi anh Tâm, ngồi anh Tâm. Chờ con khóc nha. Giờ lính dính một con là uống lo ngửi nha. Chờ con khóc nha. Cái ca này mày quốc nguyên ca này là ứ ngự luôn. Ai biết. Thì một ca một lon đó là sao làm. Ốc nguyên cái ca đó là chứ ứ ngự luôn, uống hai ca đó nằm luôn ngủ. Rồi, vậy là giờ lên con là uống nửa ca nha. Nửa ca thôi. Nửa ca là nửa lon á. Rồi. Rồi. Ông chú hột nghe anh em. Vô đó 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 đó. Trời ơi thiệt chứ. Quýnh lại ngay chỗ đó. Muốn muốn uống cái lon bia của ông Tâm khó quá mọi người ơi. Ông cho phải uống luôn á. Chuyến này là chắc nhịn khát chết luôn á. Mày phải theo dõi thằng nào dính đó uống mới được. Đây vậy anh em khỏi buồn bên chủ hồ là cá ăn nhiều ăn ít rồi này kia thả cá ít cá nhiều vậy chứ. Yeah. Cũng mẹ cạnh ta cho mày giật đâu cũng mẹ mà thả hết nhiều đó ra rồi. Thôi cho chiếu dây đây nha. Ừ. Chơi kỳ vậy. Quăng chàng dây luôn. Chơi sao coi được, chơi kiểu này không được nha. Có gõ gàng cá lên ngang chọn ngay cũng là có phần quá không rồi. Chơi gõ gàng cá lên ngang lại ghi rỉa cái đích cần nhông nhỏng nè. Á à, chơi chết luôn. Tao bắt con một thì tao cho một tiếng chơi với mày nè. Bắt đây. Tao bắt đây. Bốn cái vừa dính gọn trời. Trời ơi, đợi uống ly bia khung tầm khó quá. Tao không cho uống. Tao thấy là vô nó cái đi rồi. Nó khát nước của anh em ơi. Thầy chứ ngủ quan tâm câu độ bia mà giờ phải lấy bia tự uống luôn. Chứ ông không có cho phải uống. Vô cái nè. Vô. Vô. Khát nước quá. Trời ơi, uống nhiễu nhão luôn luôn. À. Dạ. Dính hả? À dính luôn ơi. À. À, tao dính lên em. À, dính liêm gu luôn rồi chơi kì. Nè tao lên cá luôn. Ừ. Ê, cá chạy cá lạng kìa, cá lạng kìa. Ghê ghê. Không có gì uống nha. Chắc con chút xíu. Chảy nè, chảy nè. Chảy nè. Coi nè, chảy nè. Ờ, dướng dây người ta tầm lum luôn. Chơi kì ông ơi. Trời ơi. Trời ơi. À. Tao chơi dính cá mà câu vướng dây người ta tùm lum luôn rồi phá dây trụng ta luôn. Một đều nha. Trời ơi chơi kì. Một đều nha. Chơi kì. Một đều nha. Ê, cái hồ có hai người câu mà để vướng dây là bậy đó nha. Bởi vậy câu vướng dây tùm lum luôn chú. Có hai người à nha. À, lấy em cái kiệm nhất. Ok. Chạy luôn. Tâm câu về chết luôn anh em ơi. Ông gỡ ra ông Tâm. Đẹp nha nè. Ơi, nói gì nói ông Tâm cũng dính rồi, giờ pha được uống rồi anh em ơi. Cái nước với mở máy là cái chỉ đẹp rồi, cho anh em. Cái nước đó trời ơi, uống nghe, uống cho ông Tâm thấy chứ không cự. Trời ơi, làm cái gì đẹp ra ngoài coi. Đó, trời ơi. Đã rồi đâu. Đã công nhận, trời nắng vứt bia vô đã ghê anh em. Rồi thôi để pha với ông Tâm quánh tiếp. Gán cả hai quánh độ tới chiều hết thùng bia này mới được. Hỏi anh ơi. Hụ bia tiếp nha mọi người. Đó. Cái gì? Mấy anh tỉnh nó im mát vậy. À, cái bi huyệt này thì mình thấy nó là thơm.
ngon và cũng dễ uống lắm mọi người. Chết tôi rồi, không tâm dính nữa. Không rồi. Em mới quăng qua bên đó được. Mày anh chơi là cố rồi. Ôi, xảy cá rồi nha mọi người. Rồi, khó ăn hòa lắm ông ơi. Thiệt, nói về. Ủa, bên này sao kỳ á? Em ở bên trong quá à. Vậy được rồi, khỏi mở em ăn chiếc không à. Khó ăn hòa lắm Tâm ơi. Khó ăn lắm. Để đây. Tâm chơi đánh độ, bây giờ cử đệ tử ra đánh luôn em ơi. Má cử đàn em ra phụ rồi chết luôn rồi, giờ sắp trở lại. Thua luôn. Cử rồi, cử đàn em ra hộ pháp. Uống có mấy lon bi, mới có lon bi, giờ là hăng mệt. Quăng mà không nổi. Người ta ở đây còn đang thay bồi. Để anh thấy, để nó lại. Có ăn cái gì? Chết luôn. Máy nóng quá rồi, nóng. Bỏ đi. Nó lên thêm bận bỏ rồi. Bỏ đi. Qua gần năm này, qua gần năm mồi nó ngon hơn. Bắt mắt hơn à? Ừ. Thơm. Thì đổi cắm bơm ăn cùng rồi. Cắm mới. Chết mày với tao. Chết không có được cấp nhẹ ở dưới này nó có được. Đây cá đang ăn cần ông Tâm mọi người. Ơi trời ơi trời. Thôi chết luôn, chết pha luôn. Rồi, đóng đi. Rồi thua luôn, trời ơi. Ghê không? Rồi chiến này uống chết luôn, trời ơi. Trời ơi. Kéo cá qua ống luôn, chơi quăng qua ống ông ơi. Thôi chết luôn rồi. Quăng mồi hay quá anh Tâm ơi. Ôi chơi nhờ ổng nhờ sự trợ giúp. Bây giờ thua thì mình uống đi. Mình thua thì mình uống đi chứ rõ ràng uống. Đâu nó sợ đâu nó sợ cầm cái bia lên, tí cầm máy quay cho nó cầm cái bia lên đi. Rõ ràng cầm máy ra đưa anh pha, rõ ràng. Đâu. Anh pha cầm cái bia lên nói gì với anh em đàng hoàng ơi. Sao? Phát biểu đàng hoàng. Thôi tạm lên thôi pha uống. Phát biểu đàng hoàng. Rõ ràng. Cũng ly đâu đây chứ. Đặc biệt mỗi gạn đàng hoàng ơi. Ôi sao ngon không? Uống nhiễm lum. Không quá hết rồi như Leo nha anh em. Chúc làm tiếp. Thôi ngon. Thôi thì thua. Tâm chơi có lính nó tơn à anh em ơi. Mà không có lính chịu không nổi. Bây giờ anh Tâm xong rồi đó. Tâm dẫn 2-1 và đẩy dần tiếng chơi. Bà yếu quá thế này. Mát bài rồi đó. Rồi chưa mất màu xong nữa có. Có kèm không? Đây, ăn pha đây. Đó, ăn đỏ, đó. Có mất thế rồi. Có. Tiêu rồi, còn. Ui. Đóng luôn là lộn tâm rồi. Thôi đi đó rồi, đúng rồi. Tại em bước qua, sợ đúng cái cần của anh. Thôi. Giang.
tiền không không. Chết luôn, chết luôn. Ăn cái gần dịp dịp mấy cái không khóc trời. Chạy vô cá là chạy vô thôi. Có không nha, nó nhả bây giờ không rồi. Nhả liền không? Ôi kì. Ê còn. Tại cá chép. Chép. Chép chép vàng nhóc vàng nhóc. Vàng ấy. Vàng. Vàng ấy. Đúng không? Cái chép là bao nhiêu nào một? Là dính là nè, coi dính nha. Dính rõ ràng nha. Thôi cô để quay phim chút xíu cô. Đây. Đó, người ta dính cá mà bây giờ ông Tâm là cá chép tôi không tính. Không tính, không giữ cái chép. Cái ăn hồi sáng có vô không? Sao sao nè? Hồi sáng không vô. Thôi hai hai trò quay chân chân. Quánh nồi vô quánh cá cha. Lên cá rồi tính chứ thôi vậy không được, vậy không được, vậy không được. Lên cá là tính. Kiểu gì kỳ vậy? Có lính tôi làm chứng không ơi. Kiểu kỳ vậy. Anh em thấy rõ ràng thấy ông Tâm ăn gian không anh em? Chơi vậy ai chơi lại nữa. Trời ơi, chơi ăn gian dễ sợ. Bây giờ người ta vẫn hai bộ, bây giờ cho một tiếng làm việc nè. Ông ơi, người ta hai điệu ông ơi. Không, hai điệu, con cá chép đó, là cái ai tính mà hai điệu. Ôi, chứ kì. Ông chơi gian rõ ràng hết anh em. Không, cái đó là không có gian, giao rõ ràng thôi. Hôm nay giao rõ ràng, chỉ tính cái da thôi. Rõ ràng. Hôm nay cưng giao với ai giao, cưng giao tính cái da thôi. Thôi, thôi, nhịn. Cưng giao với ai, cái đó là cái điều khoản là cưng giao. Trời ơi, chơi gian. Để tiếng, làm gì cái tâm để anh dẫn hai bộ gì nè anh Pha, mà lên con nữa. Anh mới tính với ba mày. Anh em thấy rõ ràng không? Ông Tâm chơi gian quá. Tiếng thúi. Ông nói giao rõ ràng bây giờ đó. Chạy bà nó. Không. Rồi còn. Không. Đâu đâu. Dính anh em, dính anh em. Lên cá ông Tâm ơi. Lên cá anh em. Hồi nãy con cá chép là ông không tính. Bây giờ phải lên cá tay bắt con bú liền. Quá là đúng chứ anh Tâm ơi. Vô ông Tâm. Đây ông Tâm, vô ông Tâm. Dứt. Dứt nè. Đó. Hết trà nha. Cho ông ăn gian hả? Ăn gian phải hả? Hết trà nha. Ờ, ăn gian hả? Ăn gian hả? Ăn gian hả? Rồi bây giờ khát nước muốn chết luôn. Quá xạo quần. À, quê. Thôi chào mọi người nha. Cái trận đấu ngày hôm nay á, là quê tỷ số là 2 đều. Đáng lý ra làng phải ăn rồi. Người ta được một con cá chép nữa. Nhưng mà ổng chơi ăn gan, ổng không chung. Đó. Rồi thôi giờ anh em mình về hẹn gặp lại mọi người trong cái video khác nha. Bye bye mọi người. Bye bye.